Hồi nãy mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tính năng ở trên Google thì có sẵn nhưng mà có lẽ ít người để ý biết tới. Đó là tính năng bạn chụp hình lại, sau đó Google Dịch nó sẽ tự động nhận được cái văn bản ở trong tấm hình của bạn. Thì để hình dung rõ hơn thì mình sẽ làm cho các bạn xem thử. Các bạn vô phần mềm Google Dịch, sau đó các bạn chọn vô máy ảnh. Các bạn chụp một tấm hình có một đoạn chữ hay một đoạn văn bản các bạn muốn dịch. Đó. Sau khi chụp xong các bạn đợi một xíu thì nó sẽ xuất hiện các từ các bạn muốn dịch ở đây, thì các bạn chọn vô một từ bất kỳ, các bạn chỉ cần vuốt tay qua thôi thì nó sẽ tự động nhận ra được. Ví dụ như từ này, pack hoa chơm có nghĩa là cửa hàng bách hóa đó, thì các bạn không phải mất thời gian để gõ mà các bạn chỉ cần chụp hình thôi, xong các bạn vuốt. Cái này có tác dụng là nhanh hơn đối với các bạn dịch các câu, nhưng mà Google Dịch thì thường nó không chính xác lắm, bởi vì các bạn phải linh hoạt trong việc dịch hơn. Thì mình sẽ thử một câu dài hơn ở trong cuốn sách tiếng Hàn của mình. Đây, mình sẽ dịch cái câu này. Đó, sau các bạn nhấp cho các bạn xem. Ở đây thì nó dịch không chính xác lắm, nhưng mà mình có thể hiểu là thành phố Busan là thành phố nổi tiếng, vì vậy tôi muốn đi. Ở đây thì nó hơi ngược một xíu. Cái này thì mình mong là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn trong việc tra từ nhanh hơn.